Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi mời các bạn xem cái sản phẩm Ford Ranger XLS Avant. Đây là cái phiên bản màu bạc, số tự động, một cầu, và hiện tại là cái xe này đã về từ đại lý của chúng tôi. Tôi sẽ đi quay một vòng quanh để mời các bạn xem về cái dòng này nhé. Về cơ bản thì Ranger XLS AT cũng thừa hưởng trên cái sự thiết kế của cái form 2016. Hiện tại cũng cái phiên bản mới này cũng có đôi chút về sự khác biệt về cụm đèn gầm này, về cản trước, về những tính năng bên trong thì cái quan trọng nhất là cái tính năng về cái trợ lái điện, về cái cân bằng điện tử này trên xe Ford Ranger XLS AT hiện tại nay đã được trang bị. Nếu mà so với lại cái bản trước thì cái bản mới này để trang bị trợ lái điện, bạn nên bạn dùng hai ngón tay bạn có thể bạn điều khiển được vô lăng rồi. Cân bằng điện tử một trong những cái tính năng cực kỳ hay, cực kỳ đột phá dành cho cái dòng bán tải, và chỉ có 650 triệu thì bạn đã có được cả những cái tính năng rất là tuyệt vời. Xe này thì chúng tôi đã lắp biển và chuẩn bị giao đến khách hàng. Hiện tại là xe đã được hoàn thiện các thủ tục đăng ký, đăng kiểm, lưu hành xe. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã có nắp thùng thấp rồi. Ranger XLS AT màu bạc chúng tôi đang nắp thùng thấp. Đây là phần đuôi xe, đây là nắp thùng. Đây, đang lùi đây. Các bạn xem và hiện tại Ranger này chúng tôi đang bán với giá là 650 triệu, rất là hợp lý, giá thành cũng không cao. Các bạn quan tâm thì có thể liên hệ cho tôi theo số điện thoại 0902 157 666. Cảm ơn các bạn đã quan tâm nhé.